quá. Cầu nạn đó. Đây. Má bắn mười mấy phát hụt hết, dục như chó. Tưởng bắn dễ lắm, tưởng súng bắn súng là dễ lắm hả? Mười mấy phát bắn chết, trời tay bắn tới chúng. Ủa cái lê này gắm lên thì bắn được không ta? Được chứ. Nhát sâu vô nữa. Nhát sâu vô dặn qua. Đồ má viên này trúng người ra là sao ta? Chỗ qua nó banh luôn. Chắc nó khoét lỗ quá hả? Ừ. Thử không? Mã này trúng súng này chính xác ha. Ừ, cái nòng nó dài. Thấy đâu kìa, quất luôn. Kiếm gì? Nè, bắn đi. Giảm rồi. Điên. Ủa súng là bắn chính xác mà. Thôi điên ngoài ơi, đồ nó thiệt, không có giỡn, thề luôn. Thôi. Còn hồi ra đứng đây bắn nha. Thôi để đi bắn nha. Ủa, tự bắn dễ lắm. Ủa mấy hụt ta. Gì vậy? Okay. Nhục quá, bắn hoài đó chú. Rồi. Con xuyên cái bình nữa. Một viên cuối cùng. Final shot. Nhục luôn rồi, má nhục. Nhục nhưng cái nục. Mẹ nó. Má ê bài quá. Má canh cũng giống người ta mà. Má sao bắn hoài đó chú. Gỡ lây ra đi. Ủa má đau bài quá. Tối về gỡ lên cái chai lên coi bầm con dai luôn á. Giờ là muốn bầm rồi.